Tiêu Chiến giơ ngón tay thối trước mặt Vương Nhất Bác. Anti Tiêu Chiến trở thành một nghề hái ra tiền. Vì đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đam Mỹ nên đã khiến nhiều khán giả phát cuồng. Ghép cặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thành một đôi với tên gọi Couple Bác Quân Nhất Tiêu. Người hâm mộ giữa hai bên coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, như nước với lửa, và đặc điểm chung của họ chính là rất ghét fan couple. Mới đây, những hình ảnh hậu trường Trần Tình Lệnh giữa hai nam chính bị cộng đồng mạng đào lại. Hành động giơ ngón tay thối của Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác đã gây ra tranh cãi rất lớn. Cụ thể, trên trang QQ đưa tin, tối ngày 31 tháng 1, trên mạng xã hội Weibo lan truyền hình ảnh Tiêu Chiến tại hậu trường phim Trần Tình Lệnh bất ngờ giơ ngón tay giữa, gương mặt có phần giận dữ. Nguồn tin cho biết, đối tượng mà Tiêu Chiến nhắm tới chính là Vương Nhất Bác, bạn diễn của Tiêu Chiến trong phim. Fandom hai bên khẩu chiến quyết liệt, rất nhiều người lên án hành động bất lịch sự của Tiêu Chiến. Fan Tiêu Chiến đưa ra lời giải thích rằng chính Vương Nhất Bác nói lời khiếu nhã, khiêu khích, giơ ngón tay thối trước, mới khiến Tiêu Chiến có thái độ phản ứng như vậy. Trong khi đó, nhà Vương Nhất Bác bày tỏ thân tượng mình không làm gì quá đáng, đơn thuần chỉ là giơ những ngón tay lên để đếm số mà thôi. Chưa kể trước đó, đã rất nhiều lần Tiêu Chiến có hành động bất lịch sự, vô văn hóa với Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, trong khi netizen cùng rất nhiều fan của Vương Nhất Bác chỉ trích Tiêu Chiến, thì trên mạng bất ngờ có thêm clip hoàn chỉnh ghi lại tình cảnh lúc đó. Hóa ra, ban đầu chính Vương Nhất Bác là người trêu chọc Tiêu Chiến trước khi anh cố tình đùa giỡn rằng nhũ hoa của bạn diễn giống như sô-cô-la. Sau đó, Tiêu Chiến mới giơ ngón tay giữa. Thực chất cả hai đều khá vui vẻ, thậm chí còn cười với nhau vô tư. Nếu như fan only gây chiến điên cuồng thì fan couple lại thấy những hành động tương tác giữa hai nam chính Trần Tình Lệnh hết sức đáng yêu và giống như một cặp đôi thật sự. Chỉ với đoạn video ngắn này đã khiến cả ba fandom trở nên náo loạn, mắng chửi lẫn nhau. Đã gần một năm kể từ sự cố 227 xảy ra, fan Tiêu Chiến report làm sập trang AO3 tại Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ, ghét bỏ nam diễn viên. Đến nay, sự nghiệp của anh chàng vẫn chưa thể suôn sẻ. Tiêu Chiến vẫn luôn ở trạng thái dè chừng, đề phòng sự chống đối của anti-fan trong tất cả những hoạt động của mình. Có ý kiến thắc mắc rằng, tại sao vụ việc kia trôi qua đã lâu, Tiêu Chiến cũng đã lên tiếng xin lỗi dư luận và bù đắp bằng những hành động sửa sai, thì lượng anti-fan, những người ghét bỏ ăn vẫn hết sức đông đảo. Xét về tình hay về lý thì điều này cũng rất kỳ lạ, bởi lẽ Tiêu Chiến không trực tiếp gây ra lỗi này, bản thân anh cũng chẳng có scandal nào động trời gây chấn động dư luận. Hà có gì vẫn có nhiều người ác cảm nam diễn viên đến thế. Mới đây, trên mạng hé lộ một tin tức giải đáp về vấn đề này. Hóa ra lâu nay, ở các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những người tuyển dụng anti-fan Tiêu Chiến. Ghét bỏ, chống đối Tiêu Chiến trở thành một nghề nghiệp được trả công. Chỉ cần khiến công việc của ngôi sao Trần Tình Lệnh gặp cản trở hay bị hủy bỏ, thì anti-fan sẽ nhận được lương hậu hĩnh. Hiện tại, nhóm anti-fan đang tuyển thêm người để tiến hành bôi nhọ, ngăn cản bộ phim Đấu La Đại Lục do Tiêu Chiến đóng chính, khiến nó không thể lên sóng. Việc tìm kiếm anti-fan Tiêu Chiến diễn ra rất nghiêm ngặt và kỹ lưỡng. Nếu bạn muốn tham gia nhóm, trước tiên bạn phải đăng hơn chục bài mắng chửi, chỉ trích Tiêu Chiến và cung cấp được tin tức mới về công việc của anh. Qua đây có thể thấy, việc trở thành anti-fan của nghệ sĩ nào đó chẳng còn đơn thuần là cảm xúc cá nhân của mỗi người mà đã biến tướng thành hành vi xấu, bị kẻ gian ác ý điều khiển. Đây được xem là chiêu trò đấu đá ngầm giữa các nghệ sĩ với nhau trong giới giải trí nhằm hãm hại, hạ bệ đối phương.